Chloe's Entertainment Channel cho các bạn. Chloe ơi, hôm nay mỗi lần mà Chloe được gặp các bạn là Chloe hay vui vậy đó các bạn ơi. I'll fire you. No. Oh no. Fire power and ice power. Rồi, hôm nay Chloe có nhiều cái ngồi giữa một đám gấu bông rất là dễ thương nha. Okay, meet my Milo pony. À, Milo pony, con có hai con Milo pony á hả? This is Twilight Sparkle, this is Fluttershy. Wow, dễ thương quá hả? I am watched the Milo pony movie a little bit. And I saw them on the movie, and then I know them, what they are named. Like all the ponies, like Twilight Sparkle, Fluttershy, Rainbow Dash, Applejack, Pinkie Pie, Rarity, and here's somebody else. Maybe that's enough. Ồ, nhiều quá vậy. Vậy là mà My Little Pony có nhiều nhân vật lắm đúng không? Ồ, oh, wow, Chloe mới vừa kể tên các nhân vật trong bộ phim My Little Pony. À, Chloe ơi, hôm nay con có cái đồ chơi nào mới muốn khoe với các bạn, muốn cho các bạn coi, muốn chia sẻ với các bạn. À, con tàu cái gì đó này hả? This is My Little Pony watch, this is Pinkie Pie. À, cái đó là cái đồng hồ đúng không? Yep. Đâu, cho mấy bạn coi gần lại chứ. Wow, đẹp quá vậy. I will show you in the dark. Okay. Okay. Đâu phía sau, cho mình coi coi. Chơi cho mấy bạn coi chứ. Ở phía sau nó có gì cho mình. Đây mấy bạn. Wow, đẹp chưa? Đó. Ok, thôi bây giờ mình coi bên trong đây để Chloe mở ra cho mấy bạn coi nha. Ở bên trong nó có gì? That's falling out. Wow. Trời ơi, cái đồng hồ bự quá vậy. Đóng cho mấy bạn coi với Chloe ơi. Ok, rất đẹp super. Đâu Đâu, cho mẹ mượn coi cho mấy bạn coi nè. Đây nè mấy bạn. Wow, đẹp chưa? Pinkie Pie. Pinkie Pie hả Chloe? Yeah, Pinkie Pie. Wow. She's silly and excited. Yeah, hả? I don't see Pinkie Pie and Rainbow Dash. Rồi, ở trong có gì đâu, con mở ra có gì không? Khám phá cái đồng hồ phải có gì vui. Oh, there's Pinkie Pie and Rainbow Dash. And on Rainbow Dash, Cutie Mark, and a Flutter. I mean, what's it? Flower maybe? And on Twilight Sparkle, Cutie Mark. Let's see. No. Applejack, Fluttershy, Rarity, and Twilight Sparkle. À, ở trên đó có in mấy cái hình nè mấy bạn đó. Nãy giờ Chloe ngồi nói nè, mấy bạn thấy không? Đó, có mấy cái hình nè. Đó, tên của mấy cái nhân vật ở trong bộ phim My Little Pony đúng không Chloe? Yep. Đây. Đâu, coi mở cái đồng hồ này ra cho mấy bạn coi có gì đặc biệt không? Ok, let me try. Mở cái đồng hồ hả? Rồi, đồng hồ này của con có gì đâu? Đâu. You can try for me. Đâu, có giờ không? Có coi được giờ không, Chloe? Yeah. Đâu, cho mấy bạn coi chứ. It's not broken at all. Oh, wow. Tao để em không mở ra, mới thấy được cho mấy bạn coi giờ nè. Đây mấy bạn, wow, có giờ wow. Nha, mình chỉnh được. Tappy. Mình chỉnh giờ được nha. Rồi. Đồng hồ này có gì đặc biệt nữa không? Đâu con đeo vô thử coi. Chloe, đây mẹ giúp cho đeo vô thử cho mấy bạn coi cho nó đẹp. Trời ơi, đẹp quá vậy. Màu hồng thật là dễ thương. Ui, một màu hồng. Màu hồng yêu dấu của Chloe. Chloe thích màu hồng. Đó, cho mấy bạn coi chứ. Wow. Look at that. Okay. Đâu, cho mấy bạn coi chứ. Wow, đẹp quá. Đâu có gì đặc biệt không? Can you turn off the light please? À, tắt đèn hả? Ủa, một cái đồng hồ này nó có gì đặc biệt sao phải tắt đèn? Because it's special, I'm gonna show you something. Let's put this away. Ok, rồi tắt đèn nha, chuẩn bị nha. Coi có gì đặc biệt nha. Chuẩn bị. Ok. Wow. Đâu? Wow. Wow, có cái hình gì đây vậy Chloe? It's my little pony. Wow. You gotta see the friend my little pony. Đâu, từ cái đồng hồ của con hả? À, yeah, nó đổi hình hả? Yeah, my little pony friends. Đâu? That's Pinkie Pie and
Rainbow Dash, Rarity, and Twilight Sparkle and Spike and Fluttershy. Wow, đổi hình luôn hả? Hình nhiều hình wow, khác nhau. Princess wow, Princess Cadence. Princess Cadence. Wow, I don't know what this pony is. Okay. Applejack and Apple Blue. Wow, vậy là nhiều hình lắm hả Chloe ha? Yep. Ôi, giờ mẹ mở đèn lên nha. Yep. And it's something special. Turn off the light. It's only one more, please. Mấy bạn thấy hồi nãy con bấm liên tục rồi, mấy bạn no, thấy không? No, there's only three ponies, man. Look, there's only Rarity and just turn off the light, please. Okay. Look, this is one more, man. Đâu? Pinkie Pie, Twilight Sparkle, Rarity, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy. Okay. Rồi, mấy bạn thấy hết rồi. Vậy là có nhiều đó hình đúng không? Mở đèn nha. Wow, trời ơi, đồng hồ đã quá. Rồi, còn món gì nữa không? Nay còn món gì nữa không? Ồ, cái gì vậy? À, búp bê Hachimo đúng không? Yep. Đâu, cho mấy bạn coi chứ. Skateboard. Oh. Đây mấy bạn ơi, đây là búp bê Hachimo nha. Hachimo. Trong cái này là gồm có cái bộ sưu tập này gồm có 6 bạn để mình đây nè mấy bạn. Đó. À mình có thể sưu tập đủ bộ để có được cái 6 nhân vật. Đâu hôm nay cái này surprise nha mấy bạn, tức là mình mở ra ở trong cái app này sẽ là một trong 6 nhân vật đó, để coi hôm nay Chloe sẽ mở ra trong đây sẽ có bạn nào nha. Wow. Special open it. What's this? What's that, man? Đâu biết rồi. That's a basket. A charm. Can we open this charm? Coi trong nó có gì. Really tight. Có cần phải mở không? Wow, you can open it. Wow, cái đó mở được hả? Yep. Wow, so cool. You open right now. Or you can charm on your bag. Look. Đâu? You can charm on your bag. À, cái này máng vô trong cái giỏ của mình được. Mấy bạn Chloe nói vậy. Đúng rồi. Chloe hay quá. Đâu mẹ mừng coi. Nè mấy bạn. So cute. Máng vô trong cái giỏ được nha. Trời ơi. Mommy, I hope I get this one. Mommy, look. I hope I get this one. Đâu? This one is my hy friend. Hy vọng là con... You see, this animal mẹ have pink hair and purple hair like Twilight, huh? Right? Okay. Oh yeah, it's looks like me. Okay. Đâu con mở rồi. Bây giờ mở thử coi trong đây hôm nay con sẽ có được cái bạn nào nha. Yeah. Cố lên. Cố lên. Wow, finally, cuối cùng Chloe cũng đã lấy ra được. Rồi bây giờ hồi hộp, ở trong đây có gì đây? Maybe I have to tell this one out. Mystery. Đâu? Bumblebee. Bí mật đúng không? Bí mật mà, surprise mà. Đúng rồi, cái ác này, cái trứng này surprise mà. Không có biết ở trong đây có gì hết. Mình chỉ biết là một trong 6 nhân vật đó. Nhưng mà không biết nhân vật nào hết các bạn ơi. I'm gonna open it now. Ừ, mở đi. I cannot. You can do it. Chloe sẽ làm được mà. Chloe mở được. Được không? Don't know where. Đây nè mấy mẹ. Đó. Wait. Is this a secret person? Đó. Cái trứng nè. Cái trứng vậy đó. Ủa đây, bên đây có mấy cái này gì đây? Có cái lỗ nha. Có cái nào kéo nó lên không? I don't know how to open it, man. Đâu? Ây da. It's a bumblebee, mommy. It's a bumblebee. Chắc mày nghĩ là phải kéo cái này nó lên á thì ít à, cái này bóp vô nó bể nè Chloe, xong rồi mở nó ra. Đúng rồi. Đúng không yeah, đúng rồi. Wow, đúng rồi đó, mình mở cái trứng này bằng cách đó đó mấy bạn ơi. Oh, look at that shell. Really jewelry, maybe that's enough. Let's get the shells off. Let's get the shells off. Who is this? Được không? I don't know. Đâu đưa mày cơ rồi.
ở trong đây đó, bắt đầu thấy trong đây có con búp bê nè, không biết búp bê gì thôi. từ từ wow, look at that, nhìn nè mấy bạn ơi. I don't get this one already because I'm so sad. Ủa, vậy là mình có cái con nào ở trong cái bộ sưu tập vậy? Blind bag. This blind bag. Cái gì vậy? Cái gì ở trong cái bao đó vậy con? Được không? 80? Maybe not. Không được hả? Đâu rồi này, dứt kìa. Actually broke. Này chắc phải lấy cây kéo à. Đâu? Thôi bây giờ để cho các bạn coi coi cái này mở ra là gì đây nè. Là mấy bạn đó. Ủa vậy là bữa nay mình có cái bạn búp bê Hachimo gì đấy trong bộ sưu tập đây. Yeah, đâu? Give me that. Đâu coi theo cái này nè. Cái bạn đó hả? Cái bạn đó hình như là cái bạn này nè mấy bạn. Đây. Đúng không Chloe? Phải bạn này không? Phải cái bạn này không? It is. I have roller skates on it. Look. Đó. Roller skates. À, đúng rồi. Vậy là cái bạn này hả? Vậy là bữa nay mình mở cho cái bạn này nè mấy bạn ơi. Đây nè. She have wings. Nè mình có cái này. She have wings. Look. Ủa phải bằng này không? Thấy cái tóc nó khác mà Chloe. No. Không, mày nghĩ là cái bạn này nè, cái bạn trên đây nè. Cái bạn này có cái tóc màu tím nè. This one have the. Đây mà. The skateboard man. Cái đâu? This one have the skateboard. Tell me, this one have the skateboard. I'm really sure. Ủa. That's right. Chloe nói là chắc chắn là cái bạn đó. Ủa cái bạn này có cái cánh nè, bướm bướm nè, có tóc màu tím nè. But can you get this out please? Ừ, để mẹ lấy cái kéo cho nha, đợi xíu. Rồi Chloe ơi, mẹ đưa con cái kéo rồi đó, con lấy cái kéo con cắt cái bao kia ra. Wait, wait, wait. Oh, yeah, this one. Nè. Mommy, don't get this so hard. Sorry. Rồi con cắt ra thử coi trong đó có gì. Get that paper on. Mm. Got it. Let me be careful with the scissors. Chloe nói là phải cẩn thận với cái kéo. This one have a hat. Đâu? À, ở trong đó là cái đó nè. Cái đó gọi là gì? Cái crown hả? No, it's a hat. Cái nón hả? Yes. Rồi, con gắn nó vô rồi. À vậy là cái Chloe đúng rồi mấy bạn ơi, cái bạn đó là cái bạn này nè. Đây nè, đó. Tại có cái mão đội trên nè, thấy không? Đó, đúng rồi, Chloe hay quá mấy bạn ơi. Được chưa? Yep. Đó, cho mẹ mượn coi. Đó, đây nè, đó, đợi cho nó. It also have a heart. Cái đó là cái gì vậy? It's a heart. À, trái tim hả? Đâu, trái tim. Sorry. Trái tim gắn ở đâu cho mẹ mượn chứ? No, wait. It's from this hole, mommy. It's from this hole. Đâu con gắn thử coi, phải không? Yeah. Trời, Chloe hay bây giờ cái gì cũng biết á. Yeah. Phải không dạ? Yeah, có cần phải coi ở dưới đây không? Coi theo cái hình ở trong đây không? No, it's the stand. À, đây nè mấy bạn. Đó, gắn xong rồi cái để lên đứng như vậy đó. Thấy không? Look at this basket, man. I love this basket. Đó, có cái cánh nè, đó. Cánh. And look at this. This is a bottle. Đâu? This is a bottle. Đâu, bottle đâu? Bottle. À, có cái. It's a bottle. Này là gì trời? It's a bottle, mommy. Này giống như cái ti vậy đó hả? Giống no. Phải không? No, it's a bottle. Chắc vậy quá à. No, it's a bottle. Cho Hachimo ngậm ti hả? Không phải hả? Cho con. Oh, sorry. Đâu? Nó chắc ngậm ti. À, đúng rồi đó. Đi kèm với cái bạn Hachimo lớn này là có thêm một bạn búp bê. Đúng không? Look at she has a diaper. Đâu? Look at that diaper. À, đâu cho mẹ mượn coi. Đây, đó đúng rồi mấy bạn nè, đó ngậm ti nè, thấy không? Đó, Chloe nói là em bé này đang mặc tả, đúng rồi. Put in this basket. À. That's her bed. À. Cái giống như cái nồi dành cho em bé đó, mấy bạn, cái nồi đó. Rồi. Okay.
Con gắn cái này vô cho bạn này đứng lên đi. Ok. Because it's a stand. Mm. I didn't take it off, man. Did you take it off? Hồi nãy nó rớt ra mà. Đâu, con gắn lên đây rồi. Rồi gắn vô xong chưa? Yep. Ok, tập. Thôi mấy bạn ơi. How will we put it here? À, đây đó, sau khi mình mở cái bạn trứng Hatchimo này đó, mình được nhiêu đây nè, đó. Gì bỏ vô cái trứng hả? Yep. Rồi để lại, đó, vô trứng nằm ngủ. À, vậy là mình cái trứng này mình mở được cái bạn búp bê Hatchimo và một bạn baby nằm ở trong cái nôi. Wow. Rồi đây mẹ có cái này. Để cho mình cái hộp gì chị ơi. Cho mình cái hộp. Cứ cho mình cái hộp. Cái hộp này hả? Đúng rồi. Hộp này chi vậy? Anh nhìn đẹp. Đâu coi Chloe làm gì. Thầy dán trái tim vô. Yep. Hồi nãy mở ra giờ lấy cái trái tim dán vô che cái lỗ lại. Yep. It's not right. Chắc không cần dán đâu Chloe ơi. Yes, I do. Chloe nói cần dán nè. À, có cái này. Cái này móc vô cái cặp hay cái ba lô gì của mình mình đi học á mấy bạn. Đó. À, cũng vui. Dễ thương không? Đó. Xong chưa? Yeah. Wow. Back together again. À, Chloe nói. I don't need a shirt anymore because it's broken. Okay. Đâu rồi, dán lại đâu cho mấy bạn coi. Đó, dán lại như ban đầu. Nè, hôm nay Chloe có một cái món đồ chơi nữa muốn chia sẻ với mấy bạn. Đây là món đồ chơi rất là đã nha. Ten. Món này là món gì? Wow, để Chloe cầm đi. It will fly. Hả? It will fly. Cái bạn này cũng là cái bạn một cái bạn Hatchimo, búp bê Hatchimo tiếp nữa nha mấy bạn, nhưng mà ủa, lớn lắm nè, để coi có gì đặc biệt. Cái bạn này có gì đặc biệt Chloe? Đây. Đây nè. I will break it off. Cho mấy bạn coi. Don't cut off. Khoan. Wow. Hey, give me that charm. I love that charm. So đâu cho mấy bạn coi rồi. Đây. Đây nè mấy bạn. Đó, đã chưa? Đó, có xung quanh có cánh nè. Đã chưa? Đây là cái bục để đứng nè. Để coi có gì đặc biệt, các bạn Hatchimo này có gì đặc biệt nha. Đây, cho mấy bạn coi phía dưới. Đây. Sorry. Đây nè mấy bạn. Cái bạn này là Crystal Flyers. À, vậy là cái bạn Hatchimo này là bay được nha mấy bạn. Starling Idol nè. Đó. Cái bạn này là bay được. À, look at it. Trong đây có cái gì đây? À, cái dây sạc pin mấy bạn ơi. Nè. Vậy là cái bạn này mình chơi mình sạc pin được. Wow. It's blue. Ừ. Đây nè mấy bạn, đã chưa? Cái dây sạc pin nó blue quá. Hả? Cái dây sạc pin nó blue. À, cái dây sạc pin nó màu xanh hả? Đúng rồi, cái dây sạc pin nó màu xanh. Đây nè mấy bạn. Ồ, oh, đẹp chưa? I love the charm better. Đâu, bây giờ mình cho cái bạn Hatchimo này bay thử coi. Ha, ok không? Ok, I will hide. Oh, where I'm gonna hide? Where I'm gonna hide? Ok, rồi bây giờ mình cho Hatchimo bay thử nha. Ok, Chloe giúp mẹ cho Hatchimo đứng vô cái này đi. Rồi mình cho Hatchimo bay coi. Ok, rồi được rồi. Đây nha mấy bạn. Wow. Mommy, go hide over here because it's gonna fly. Okay. You have to turn on the blue switch. Cho mấy bạn nhìn nè. Bay được nha mấy bạn. Đó.
Rồi bây giờ chuẩn bị cho cái bạn này bay như thế nào nha các bạn, để coi Hachimo này bay như thế nào nha. Crystal. Nên là các bạn ở dưới đây là có cái công tắc nè, để mình phải bật cái công tắc này lên ngay chỗ đây nha. Đó, thì cái bạn Hachimo này sẽ bay. Đây, chuẩn bị bay nha mấy bạn. Đó. Các bạn thấy đã chưa? Bay chưa? Bay chưa? Ui trời, hết chỗ. Bay lên đi Hachimo. Tự tự. Tự tự hả? Có bay lên được không? Chắc vậy. Vậy hả? Sao vậy nè? Đi nè các bạn ơi. Đi nè các bạn ơi. Hay chưa? Hay chưa? Đây 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 nè, mình cho các bạn bay lên. Hay chưa? Hay quá nè các bạn ơi. Hay chưa? Wow! Đã chưa? Bay xuống đi, bay xuống đi Hachimo ơi. Đó, bây giờ tới phiên Chloe cầm đánh bạn. Rồi, con để thẳng lên cho nó bay lên đi. Like that. Ừ. Ủa sao vậy? Sao nó hết bay rồi? Rồi bây giờ mẹ cầm nè, Chloe ơi, Chloe lại, Chloe bật công tắc đi mẹ. Bật cái công tắc lên cho Hachimo bay lên á. Bật turn. Được không? I'm so scared. Thôi đừng có lâu quá gì đâu sợ, trời ơi, chơi được chơi mà sợ gì. Wow, cái này hay quá, đó. Đây nè mấy bạn. Đó, gió mạnh lên rồi nha, giống như trực thăng vậy á. Bắt đầu, buông ra cho bay nha. Chuẩn bị bay lên nha. Mommy, don't let it go yet. Don't let it go, okay? Why? Mommy, don't let it go. Hay quá mấy bạn ơi. Yeah. Đó, bây giờ tới phiên Chloe cầm đánh bạn. Rồi, con để thẳng lên cho nó bay lên đi. Like this. Ừ. Ủa sao vậy? Sao nó hết bay rồi? Mấy bạn ơi, nãy là cái búp bê Hachimo á bay được á. Thấy đã không mấy bạn? Đây, bây giờ Chloe còn một món nữa nè mấy bạn. Đây cho mấy bạn coi luôn nha. Chuẩn bị nè Chloe, chụp nè. Chụp. Nè. Nó cho đi xe. Ok, đâu còn có món gì, cái lồng chim hả? Cho mẹ. Lồng chim. Dễ thương quá mấy bạn ơi. Đó, móc lên. À, bỏ pin vô chơi nha mấy bạn. Dễ thương không? Mày giống chim sáo mấy bạn, nói được luôn á. I love you. Vừa hót mà vừa nói nữa. Ủa sao hai chim của con nó im mà kìa Chloe? Wow. Rồi, vậy là hôm nay Bob có bao nhiêu đồ chơi là Chloe đã
review và chia sẻ với mấy bạn hết rồi đó mấy bạn. Chloe ơi, chào tạm biệt mấy bạn đi. Hẹn gặp lại mấy bạn trong video tiếp theo. Từ từ nha. Từ từ. Gì vậy? Bye bye.